Hello, xin chào anh em ha. Chào mừng anh em trở lại với kênh điện tử Văn Chắc của mình. Thì anh em cần sửa chữa mạch lo kéo, anh em liên hệ cái số Zalo này ha anh em. Rồi, hiện nay tôi có một cái mạch, có mạch lo kéo mà tôi đổi, mà tôi đổi với khách nè. Thì nãy giờ tôi cũng ngồi tôi vệ sinh ha, vệ sinh tôi tháo, tôi hút cái chân ra ra nè, đấy. Thì cái mạch này ha, nó này anh nói là bị lỗi gì đó ha, nhưng mà đưa cho thợ sửa xong rồi nó tiêu luôn nha. Thì đầu tiên ha là mất cái con điện trở ở chỗ này ha, điện trở to to này là như là con 1 104, con 103 là 10 kg, 104 là 100 kg, còn 100 kg chỗ này với mấy chỗ này mất nè. À, còn tụ này thì mình tháo ha, tụ này mình tháo ha. Rồi mấy chỗ này thì hàng bấy bá hết rồi, mình mới dùng máy khò mình chỉnh mấy con linh kiện lại ha. Ở đây thì zener chỗ này mất ha. Rồi nguyên một cái hàng này thì nó mất cái đế nhựa, còn mấy cái cây lõm chõm lên không mà mình thấy gì mình hút ra luôn ha, nữa mình thay là cái đế khác. Rồi mất cái này, mất con điện trở ở chỗ này, mất con này ha. Thường thì hai con này ít khi nào chết lắm ha, mà ở đây bị xu luôn rồi. Rồi thì đây mấy cái con này là do hàng đồ ha, cái mẫu hàng không có chuẩn nha, nó nóng quá ha, thì nó gây ra đứt cái đầu nè, anh em nhìn thấy anh em khó biết ra, nhưng mà con này là coi như là không có tác dụng nữa ha. Đấy, rồi đứt cái đường mạch, anh em nhìn thấy nè. À, mạch xuyên nó đứt nè, đấy, dấu này là dấu cắt luôn ha, đây nè, mới cắt cái đường mạch cho này để làm gì, rồi đứt cái đường mạch xuyên ngang ngang đây ha, đây là ba linh kiện nữa, rồi ha, đó, rồi thì bây giờ mình phục hồi lại những con linh kiện đó ha, rồi mình sẽ kiểm tra từng các bước nguồn ha, kiểm tra từng cái mức nguồn một ha, rồi mình sẽ quay cho anh em xem ha. Nay sửa trực tiếp chắc nó hơi lâu ha anh em. Thì trong cái quá trình mà để cho nó giảm bớt cái thời gian sửa đây á, thì tôi có ngưng video ha. Đây tôi bổ sung mấy linh kiện ha. Rồi. Nè, thì hai con nguồn này thì phải bổ sung vô. Đang hết hai cái con gì, cái con này 2073 gì quên mẹ ơi. Thay đây thành con 2344 nha. Cũng được, còn A940 thì còn ha, để nguyên ha. Rồi gắn lại mấy con dinh ha, mấy con đợi cho đúng ghiên ha. Nè, con 14 này ha, rồi, con này ha, hai con 10 ôm này. Rồi rồi mình coi cái đường đứt của nó ha, mình nối lại cái đường đứt nữa. Để xem cái đường đất nó nằm về đây đâu ha, nhìn thấy không có rõ lắm. Rồi, nằm cái đầu con diode này ha, với cái đầu con này là nó dạ, chân này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nối chân này, chúng ta nối qua đầu diode này ha. Rồi mà trước tiên thì bây giờ xong hết nữa, ổn định hết. Thì bây giờ kiểm tra nè, cái mát nè. Mát là cái lưng của cái con 78 nè. Rồi so với V cộng thử ha. Rồi. Không thấy gì ha, so với V trừ. Cũng không thấy gì, cũng không thấy chập ha. Rồi, bây giờ chúng ta cấp nguồn vô, chúng ta kiểm tra thử ha. Rồi, xem thử cái nguồn đó nó có không ha. Rồi thì cấp rồi mở lên bóng đèn xanh này là chứng tỏ là chắc cái nguồn chính của nó, cái nguồn phụ của nguồn sạc của nó chắc còn ha. Thì bao cho cái cọc chì nè, 14.6 nè, ok ha, 14.6. Rồi lấy cái công tắc đặt nguồn lên ha.
Rồi. Lên thì giờ đo V cộng rồi. Có 9V ha. V trừ âm 8V5. Ê, xin lỗi nó có cái bóng nha. Đo đo lại anh em V V cộng nè. 9V, V V trừ âm 8V5 là chuẩn rồi ha. 5V đương nhiên nó phải có rồi. Rồi. Nguồn cho IC là chân số 1. Đang 14 là chân số 1 lỗi ha. Chân số 5 âm 4 thì chân số 5 chưa, hay chân số 5 phải đóng IC vô thì mới biết được. Chân số 6. 6 đang là âm 4 âm 4 9 thì chân số 6 cũng có vấn đề luôn ha. Rồi xử lý hai chân đó. Rồi chân nguồn chân 10 so với chân 12, mà ở đây mình sẽ mình lấy mát thì mình sẽ lấy cái VC trừ này nè. Là trừ 43 là mình trừ ở trong 12 hay còn 31 32 gì đó thì đây. Chín, 10, 11, 10, 12, 12 ha. 12 đang 43 luôn là lỗi luôn ha, lỗi hết luôn ha anh em. Lỗi hết. Rồi ta xử lý ha. Rồi bây giờ tháo cái này ra. Bóng đèn xả điện á nha anh em, thôi làm nó bị chập trái này kia nó buồn lắm. Thấy gì đó. Sao dưới này nó cho chắc ăn ha. Đấy. Rồi. Cả các nguồn đều lỗi hết rồi. Lấy cho miếng mỡ hàng ra, tháo con zinner này ra. Thì nguồn 5V1. Cái nguồn 5V thì là zinner 5V, zinner 5V1 thôi anh em, đâu có gì đâu lạ gì anh em, hỏi cái con zinner gì nữa. Cái nguồn bao nhiêu thì zinner bấy nhiêu thôi, đơn nó quá trời đơn giản rồi. Yeah. Không có khi nào mà cái nguồn 12V mà zinner nó là zinner 5V1 được hết á. Và ngược lại nha, không khi nào nguồn 5V1 mà zinner là 10 12 hết. Đấy. Hỏi làm gì cho mất công ha. Không ở đây nữa. Cho biết mở hàng nha. Cái khúc này là cái khúc quan trọng ha anh em, khúc này xử lý nguồn ha, cho nên là mình không có ngưng video lại ha, anh em chịu khó xem mấy cái khúc kia chỉ cấy mấy linh kiện thiếu vô thôi thì nên là mình mới ngưng video thôi, còn mấy cái nào quan trọng thì không ngưng ha. Rồi đến đây hai nhân ha, thì đó nó là zinner ba chân, thì bây giờ mình gắn lại zinner hai chân thì cũng được thôi ha, chứ không có gì bình thường, cái này có nói nhiều ha. Năm quân một, năm quân một hoặc là năm quân sáu đều đều được nha anh em. Hai con nó giống nhau là được, chứ đừng có gắn con 5V6 con 5V1 thì không được, chứ còn gắn hai con giống nhau là được hết ha. Nếu đây mà đặt về đúng cái linh kiện của nó thì nó cũng mắc tiền chứ thôi kệ ha, đúng cái nơ là được. Rồi. Đây thì đâu đây qua đây thôi. Đắp cái chì qua cho nó
nha, nó xuống mát này. Thì mình làm sao mà cho nhìn nó coi được là được hả anh em? Rồi. Rồi cái nguồn 12, cái nguồn 12 thì danh 12 ha, không có gì lạ ha. Cái này mình công bố xưa giờ rồi. Nằm trên đây nè. Con này thì nó giống người ta, còn hai con kia nó không giống ha. Con này nó giống danh bình, con này danh bình thường. Con kia danh ba chân hay để nó làm khó thôi, nhưng mà cái này mình để nó làm khó mấy anh em sửa thôi, nhưng mà cái này mình có hướng dẫn anh em lâu rồi ha. Nhìn ra là sẽ biết ngay, cái này kiến thức cơ bản hết ha. Mấy cái mặt nguồn ổn áp đồ nè, mất bằng danh rồi ổn áp bằng họ 7805 rồi, hay ổn áp bằng cái dao động xung ha. Cơ bản hết rồi, gì vậy? Không có gì khác hết ha. Người ta sẽ kiểm tra đầy đủ các cái mức nguồn mà ok rồi thì cứ đóng IC vô ha. Nếu mà nó không có chạy thì nó bị khóa lại, nó không chạy thì nó cũng không chết ha, không chết mất phép hay là gì, nên là yên yên tâm hơn. Còn anh em mà không có kiểm tra các mức nguồn này trước ha, khi mà đóng vô ha, khó lòng ha. Đóng vô mà nó không có đúng chuẩn nó chết, cái con IC công công cho công sức mà chết, con IC công sức thì nó kéo theo luôn cả cái cặp mốt phét ha. Hồi xưa thì con IC công sức nó mắc, bây giờ con IC công sức nó hơi rẻ lại lại rồi, nhưng mà cặp mốt phét nó mắc, cho nên là dễ chết lắm ha. Góc máy quay ha, để vào này. Rồi, đây danh 12 ha. Hai con hai đầu danh 5 con 4 con 1. Rồi. Rồi cắm vô. Cắm điện vô. Rồi, ha. Có để nằm ngang này cho dễ. Rồi chân 1 nè. 5V ha, ok ha, chân 6 ha. 6 âm 5V 1 ok ha. Rồi chân 9 10 chân 12 ha. 12 3 12 32 ha, ok ha. 32 cộng với 12 là ra 44 đó, 43.6 nè. Rồi. Rồi ha. Rồi tất cả các nguồn ok ha, giờ tháo ra. Này. Anh em mới nhớ ha, xả điện cho nó nha. Không có xả điện đóng IC vô là nó chết khi mà mình đóng luôn á. Không chứ không cần phải đợi tới cái lúc mà nó lỗi, nó khóa thì nó mới nha, đóng vô là không có xả điện là chết ngay. Rồi. Cái mạnh dạng đóng IC và đóng mốt phép thẳng luôn ha, không có phải sợ. Rồi ở đây mình cho mở hàng hai bên hàng chân ha. Rồi mở cái
món hàng lên mức nóng nhất. Okay. Lưu ý là chân cảm nó đúng chiều ha anh em. Có nhiều khi tôi làm tôi quay video không mà tôi gắn cái con xe ngược chân á. Nhưng mà mấy video đó là nó thất bại rồi, gắn ngược chân nó thất bại, đâu có chạy đâu, nên là không, nên là quay video và bỏ video luôn ha, không có đăng lên ha. Phải ở không sửa lại cái khác nữa. Đáng lý là dùng cái máy khò á, nhưng mà mình cái nhất là lười ha, đợi cái máy khò lâu tại đang quay video, cái thứ hai nữa là muốn cho anh em trải nghiệm được là không có cái máy khò, có cái mỏ hàng thì cũng sửa được ha. Rồi ta xem chân cẳng nó có đều nhau chưa, đều nhau thì gà chạy vô. Mới đụng đụng vô cái nó ngay chân cái con này nè. Đó, cái nó dính lên trên cái mỏ hàng luôn ha, bởi vì làm phải quan sát kỹ, nó dính vô cho cái mỏ hàng luôn. Rồi nè, rồi gì cũng tạm ok ha. Rồi đây mình lấy xăng ha, với bàn chải mình sạc mình chà nó sạch sẽ mấy cái cặn cặn bã đậu linh tinh đó ha, sạch. Rồi. Ở đây thì có một cái là nó có con điện trở, con điện trở nè, con điện trở 1-1 ở chỗ này nè, nó là con điện trở dán nha, nhưng mà bây giờ không có thì giờ gắn con điện trở cắm vô luôn để cho nó ổn định, để cho nó có cái nguồn ha, thì cũng vẫn được, không không sao hết ha. Miễn sao mình làm nó đẹp, mình thấy nó cố định nó ok là được ha, không có nhất thiết là phải. Nhưng mà đừng có hàng thì mình đang bẻ lại gì nè, hàng hai cái chân cho nó chắc ha. Đừng có hàng mà hai cái nó nằm ngang cái hai cái chân nó chụm lại nó tài liệu xịu lão xạo đó thì nó không ok ha. Rồi. Rồi ở đây con 1-4 trả lại cho nó nè. Đấy. Bốn trả cho nó nè. Rồi. Rồi, mò vô miếng chì ha. Nối cái đường mạch từ bên đây nối qua nè, như cái chân con này luôn, nó cũng chung luôn nè. Nói rồi cái đường mạch đứt hồi nãy ha, kiếm dây điện mà nối qua. Rồi ha, ở đây cho nó vô một miếng nhỏ mở hàng ha, đây mình hàng vô cái nó không có bị bớt dính cục 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 thấy ghê. Rồi. Rồi con này. Xong cái đây ha. Đó, bởi vì anh em biết ý đồ mình sao mà mình để con này nó nghiêng chiền gì không, nó để hàng á, rồi xong bẻ lại thôi. Rồi nối đường mạch nó lại ha. Rồi, ở đây có một con tụ nè, hầu tiếp nè, con tụ này bắt buộc phải có nha, tụ này không có không chạy. Còn mấy con tụ lọc nguồn ở ngoài này tháo bỏ rồi nha, chút xíu gắn vô cũng được, nó không sao ha, mà con tụ hầu tiếp nó là phải có.
cái gen của nó là con tụ không phân cực ha, nhưng mà mình gắn tụ phân cực cũng cũng được. Ở ở đây thì nó có phân cực sẵn cho mình luôn nè, chỉ cần gắn đúng đúng cộng trừ là được ha. Còn cái con gen thì không cần, con gen nó là con không phân cực ha, nên nó không có cộng trừ gì chứ. Rồi mình vệ sinh cho nó cái nữa ha. Để khi mình gắn tụ xuống dưới nó đầu dơ nằm dưới không vệ sinh được, khó vệ sinh. Mình vệ sinh trước. Rồi, gắn con này vô nó nhỏ gọn rồi ha. Rồi tụ hồi tiếp 50V 22 micro. Con tụ này nó là tụ hồi tiếp, nó giống như là cái mạch lát AB vậy thôi. Nên mạch lát AB nó cũng có hồi từ cái nhỏ galo á, nó hồi về thì này cũng vậy nè. Rồi ha, coi thiếu gì nữa không nha, nguồn và đóng IC đồ rồi hết ha. Rồi thì tiến hành cấy hàng phép vô. Mình sửa rẻ hơn người ta là tại vì mình mua là nguyên cây gì nữa anh em. Lấy hai con ha. Anh em mua lẻ 50 con hay 30 con thì nó mắc hơn ha. Phát này là phát hàng chuẩn nha, chứ không phải là hàng xịn quá xịn thêm, mà cũng không phải là hàng dỏm ha. Tại vì dỏm đưa vô là chết, dỏm đưa vô là chết ngay ha. Kiếm biết lâu mới có được cái nguồn mua anh em ha. Anh này anh làm anh bán đồ mạch này là quy mô đó lắm ha. Giờ anh chuyển sang anh tự anh sửa, anh tự bảo 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 hành luôn luôn ha. Rồi mình chia cái mốt phép này của anh lại, anh nhập là nhiều dữ lắm. Nói chung là vốn mạnh là ngon lành, còn mình yếu thì mình chịu thôi ha. Đương nhiên thì tôi mua lại của ảnh thì đương nhiên thì nó phải da cao hơn ảnh nhập vô rồi, bởi vì ảnh sửa thì ảnh đang giống như tôi thì ảnh lời nhiều hơn tôi. Rồi vệ sinh ở dưới này ha, tránh cái tình trạng nó chập ha. Coi cái chân cẳng đâu nó ok hết ha. Rồi đây cấp nguồn thử ha anh em. Rồi để bật lên thử ha. Chạy này anh em ha, chạy có đèn xung rồi. Đó. Ghim thử lo vô ha. Đấy, ok anh em. Rồi. Còn cái phần nguồn bốt thì dễ ha. Rồi, chỉ đứt cái con dây ở chỗ này là nói nó hơi xấu rồi, nhưng mà hết cách rồi, nó không có đường ở phía dưới, nó không có cái chỗ để nối, phải có chỗ nối đường dưới thì nó nhìn nó êm hơn. Nhưng mà nói nhờ con dây màu đen nó đỡ, thấy giống như con linh kiện đỡ. Rồi ha,
Rồi video này xin tạm tạm dừng anh em, tạm biệt anh em ha, cho anh em xem trực tiếp mình làm như vậy thôi.